Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay 11 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở ngay ở đây, ở phía trước của văn phòng của Nghị viện châu Âu đặt tại Berlin. Và cũng tại văn phòng này thì tất cả những công dân của châu Âu có thể đến đây bất cứ lúc nào để họ tìm hiểu những cái thông tin và những cái chính sách của Liên minh châu Âu đối với công dân của họ. Đây là điều mà châu Âu vẫn làm. Và liên quan đến châu Âu thì chúng ta đã chứng kiến trong thời gian gần đây, cụ thể đó là việc Việt Nam và EU tăng cường đảm bảo tự do hàng hải. Và hình ảnh các bạn có thể xem những cái thông tin được đưa thêm. Đây là ông Phạm Bình Minh đã đề nghị phía châu Âu tiếp tục tham gia đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và tôn trọng UNCLOS, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ở Biển Đông. Và đây là hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp bà Federica Mogherini, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu tại Hà Nội hôm 5 tháng 8 vừa qua. Vâng, châu Âu hiện nay là một đối tác rất quan trọng đối với Việt Nam. Và đặc biệt quan trọng hơn, trong cái lúc mà Việt Nam đang gặp cái khó khăn rất lớn đối với việc là Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong thời gian liên tục trong thời gian vừa qua. Và cái cường độ xâm phạm ngày càng dữ dội đó là, và họ đưa đến 80 chiếc tàu vào khu vực bãi tư chính để vây đuổi, rượt đuổi tàu cảnh sát biển Việt Nam cũng như tàu của ngư dân Việt Nam. Và Việt Nam đang đứng giữa ngã ba đường khi Nga là một nước đối tác rất lâu từ của Việt Nam, nhưng Nga, chính phủ Nga cũng không lên tiếng về cái việc này, bởi vì có lẽ là Nga đang có những cái lợi ích khác nhau khi mà họ đang bán mỗi năm cho Trung Quốc hàng trăm triệu tiền dầu mỏ mà đã khai thác được. Bởi vì Nga cũng là mặt khác, Nga cũng đang bị châu Âu và Mỹ cũng như nước khác cấm vận rất nhiều về kinh tế, đó là vì họ đã chiếm đóng bất hợp pháp quần đảo Crimea của Ukraine. Và nhìn đấy, các bạn cũng nhận ra điều đó rất rõ hơn khi chuyến thăm của Liên minh châu Âu đến Việt Nam vào ngày vừa qua rất phản ánh rất rõ về quan điểm đó là quân sự, quân đội của Việt Nam đối với châu Âu sẽ phải được tăng cường. Đây là một cái thông tin mà các bạn cũng có thể tham khảo thêm, là Việt Nam ủng hộ châu Âu tham gia cấu trúc quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương. Có nghĩa là ủng hộ rất rõ ràng. Và Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, tỏ ý hoan nghênh các đề xuất tăng cường hợp tác quốc phòng từ châu Âu. Bộ trưởng ngoài ra là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ủng hộ mong muốn của Liên minh châu Âu, EU về việc tham gia các cấu trúc quốc phòng an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Châu Âu cũng mong đợi từ Việt Nam tiếp tục đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực khi đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp bà Phó Chủ tịch của Liên minh châu Âu trong thời gian vừa qua. Và cái điều này nói lên một cái sự rất rõ ràng là sau khi Việt Nam đã công bố rõ những cái công hàm phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam thì không có nước nào lên tiếng cả, mà chỉ có những cái nước dân chủ tự do họ hỗ trợ, đó là Mỹ, đó là Anh, đó là Pháp và đó là châu Âu. Những cái nước cùng thể chế cộng sản như Lào, Cuba hoặc Bắc Triều Tiên thì họ đều im lặng hết, họ không hề nói bất cứ câu nào khi mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Mặc dù trước đó Việt Nam cũng đã có những cái hỗ trợ về viện trợ gạo cho Bắc Triều Tiên nhưng họ cũng im lặng. Và với Lào thì cũng tương tự như vậy, với Cuba thì cũng không khác gì. Và khi Việt Nam công bố cái thông tin mà các bạn cũng có thể tham khảo ở trên nhiều trang thông tin thì nói rõ là Trung Quốc sẽ Việt Nam lên án Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Hoàng Sa. Đây là hình ảnh mà những vệ tinh đã chụp quay lại. Và đối với Nga thì Trung Quốc sẽ tránh không đụng độ với Nga, nhưng ngược lại nếu xảy ra đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc thì Nga sẽ chỉ đóng vai trò trung gian mà thôi. Đấy, Nga chỉ khuyên can và làm sao bớt căng thẳng. Thành ra bây giờ tranh chấp ở bãi tư chính là vấn đề của Việt Nam. Việt Nam phải có lập trường rõ ràng hơn với Trung Quốc. Thì đây là cái hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo thêm ở những thông tin các trang mạng, đặc biệt là trang báo chí nước ngoài và quốc tế, khi mà trong nước không đưa tải những thông tin cụ thể như thế này hoặc là không đưa đầy đủ. Và cụ thể hơn nữa là Liên minh châu Âu đã ra cái thông cáo báo chí rất rõ ràng ủng hộ Việt Nam về cái việc đó. Là đại diện, đây là hình ảnh mà phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đưa ra để cho quốc tế cũng như là Việt Nam cùng biết. Và họ nói rằng là đại diện cấp cao Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Federica Mogherini hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Và trong cái thông tin này thì họ cũng ghi rất rõ những cái vấn đề, những cái thông tin mà hai bên đã thảo luận. Và các bạn có thể tham khảo thêm ở cái trang
tin của phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam có đăng tải ở trong nước. Và không những thế mà Liên minh châu Âu đã có những cái nước trước đó và ngay bây giờ bắt đầu tham gia vào cái việc tuần tra ở Biển Đông để bảo vệ cái tự do hàng hải, tự do đi lại cũng như là tự do biểu đạt đối với những cái nước có cùng chung lãnh thổ với Trung Quốc. Cụ thể đây là Anh có thể tìm lợi ích quốc gia đất nước ở Biển Đông sau Brexit. Đây là hình ảnh các bạn thấy là do một cái tạp chí của Sputnik của Nga đăng về cái chiến hạm của Anh. Đấy, và Anh cũng đang muốn gửi chiến hạm đến khu vực Biển Đông để tuần tra cùng với Mỹ và các nước khác. Mặc dù là sau khi là Anh có thể ra khỏi châu Âu, tức là Brexit, nhưng Anh vẫn có quyền lợi ở đây và Anh vẫn muốn bảo vệ cái tự do hàng hải, nơi mà nước Anh cũng có nhiều cái quyền lợi ích. Và cụ thể nữa đó là việc Pháp cũng đã bắt đầu lên tiếng bênh vực Việt Nam và chống Trung Quốc. Về việc đó là Pháp và Anh đưa tàu chiến vào Biển Đông thách thức Trung Quốc. Đây là hình ảnh các bạn thấy là bà Florence Parly, người đứng đầu lực lượng vũ trang Pháp, đã công bố trong thời gian vừa qua. Và bà nói rằng là Pháp sẽ bắt đầu đưa tàu vào tuần tra Biển Đông. Như vậy là chúng ta thấy ngoài sự hiện diện của Mỹ, của Anh và tới đây sẽ của Pháp nữa, và một số cái nước thuộc những cái khối liên minh của NATO sẽ bắt đầu tuần tra ở Biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải, bảo vệ cái tự do hàng không cũng như là cái quyền đi lại trên vùng biển này, nơi mà Trung Quốc luôn luôn nói rằng đấy là cái vùng lãnh thổ chín đoạn là của họ, và họ tìm mọi cách để khống chế Việt Nam, để buộc các tàu thuyền Việt Nam không thể ra khơi để đánh cá hoặc là hoạt động hàng hải ở đây. Và cũng bên cạnh đó, châu Âu cũng liên tục ủng hộ Việt Nam trong thời gian vừa qua, đó là việc mà châu Âu viện trợ không hoàn lại 400 triệu euro cho Việt Nam. Đây là hình ảnh các bạn thấy khi mà châu Âu ký kết cái viện trợ này. Và bà Mogherini sau khi đến Việt Nam vừa qua, bà đã nói rất rõ là chúng tôi tin rằng sự căng thẳng cũng như quân sự hóa này hoàn toàn không có lợi cho môi trường hòa bình. Liên minh châu Âu luôn ủng hộ quyền tự do hàng hải và bay ngang vốn là quan tâm của mọi quốc gia. Chúng tôi ủng hộ sự minh bạch cũng như sự hoàn tất mau chóng của các đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ràng buộc về mặt pháp lý giữa Trung Quốc và ASEAN. Và đây các bạn thấy hình ảnh rất rõ ràng của châu Âu, không những họ giúp về mặt tài chính, tức là viện trợ tới 400 triệu đô la euro cho Việt Nam, nhưng họ còn giúp về mặt pháp lý, đó là họ ủng hộ Việt Nam trong cái việc đấu tranh chống Trung Quốc. Và bà Mogherini thì nói thêm là ngài có thể tin vào việc EU sẽ luôn bảo vệ không những sự cần thiết phải giảm căng thẳng, mà trên hết là sự cần thiết phải tôn trọng hoàn toàn luật lệ quốc tế, trong đó có UNCLOS. Đấy. Và theo chính phủ Việt Nam, châu Âu hiện nay là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, đứng thứ 5 trong số các quốc gia đầu tư lớn nhất của Việt Nam, đồng thời là đối tác cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam với 400 triệu euro giai đoạn từ năm 2014 đến 2020. Đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo thêm. Và như vậy là rõ ràng là châu Âu luôn luôn ủng hộ Việt Nam, đồng hành cùng Việt Nam, và đặc biệt trong cái thời gian này càng cần thiết hơn khi những cái nước khác mà Việt Nam được ký kết những cái hợp tác hoặc là họ đã giúp Việt Nam trong thời gian trước, nhưng bây giờ họ quay lại giúp nhiều hơn nữa, mà đấy là những cái nước có chế độ tự do dân chủ đa đảng như Đức, như Pháp, như Mỹ và những cái nước châu Âu khác. Ngoài ra họ có những cái nền báo chí tự do, và chính vì vậy mà những cái thông tin như chúng tôi đưa tải đây đến các bạn thì mới có thể thông đến người dân và người ta mới biết được những cái điều đó, để họ có cái hoạt động kinh doanh cũng như là họ đánh giá được tình hình. Và ngay cả những người lãnh đạo cấp cao ở các nước rất cần cái truyền thông như thế này. Và châu Âu hiện nay đang rất ủng hộ Việt Nam về mọi mặt để chống lại cái sự bành trướng của Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Và điều rất đặc biệt mà các bạn cũng có dễ nhận ra trong thời gian vừa qua, đó là sự im lặng gần như hoàn toàn của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về cái việc và chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và ông ta vẫn không hề nói bất cứ một câu nào đối với người dân Việt Nam khi chủ quyền bị xâm phạm. Và điều đó là gây sự khó hiểu rất lớn cho hàng triệu người dân Việt Nam, vì một người vị chủ tịch, người đứng đầu nhà nước là không có tiếng nói trong lúc này là cái điều rất là thiệt thòi cho người dân. Và cũng có lẽ chính vì vậy và cái vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng với cái sự đánh giá là cái người rất bảo thủ và được đào tạo dưới 23 tháng tại Liên Xô với cái vai trò là làm phó tiến sĩ xây dựng đảng cộng sản, thì ông ta có vẻ như rất thân với phía Trung Quốc và đã cử rất nhiều những cái đoàn của cán bộ Việt Nam các cấp cao nhất sang để học tập
cũng như là trau dồi kinh nghiệm tại Trung Quốc, thì không biết những cái đoàn đi công tác này họ có tiết lộ những cái thông tin, những cái điều mà Trung Quốc muốn nắm biết hay không, hay là Trung Quốc sẽ có thể khai thác thông tin thông qua nhiều hình thức khác nhau, kể cả gắn nghe trộm. Thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải xem xét. Và cuộc gặp của bà Phó Chủ tịch Liên minh châu Âu sang Việt Nam không hề có Nguyễn Phú Trọng, có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đặt ra ngoài rìa, và họ cũng có lẽ cũng thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng không có vai trò gì trong việc Việt Nam chuyển đổi thể chế, và ông ta là một người đã quá tuổi và đã ốm rất lâu và cần phải nghỉ ngơi, điều mà Việt Nam cũng cần phải thay đổi trong thời gian tới. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, ngay trước văn phòng của Nghị viện châu Âu tại Berlin. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần sau. Và các bạn hãy bình luận cũng như gửi những cái thông tin theo yêu cầu để vào đây, để chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ và cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất đến các bạn, để biết tình hình thực tế đang diễn ra ra sao đối với đất nước của chúng ta. Chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối an lành và hạnh phúc.